Có lẽ thì tắt mic ở bên phía máy em nha. Bạn nào mà cần phát biểu gì thì bấm giơ tay giùm thầy. Dạ. Không, bạn lên đây kho sao nó vô không được, nó bị kẹt ở cái phòng chờ. Thì bữa nay mình sẽ qua phần số 4 á, là phản ứng. Thì phản ứng là gì? Thì trước tiên nói lại, phản ứng đó là cái phần mang dòng điện chính ở trong cái máy điện một chiều ha. Phần cảm là cái phần tạo ra từ trường ha. Phần cảm là phần tạo ra từ trường, nó là cái phần đứng yên ha, phần stator. Còn phản ứng là phần mang cái dòng điện chính ở trong cái máy điện một chiều. Và cái phản ứng này là cái phần rotor quay. Có thì có thu lên video nha mấy đứa. Dạ, thì trong cái máy điện một chiều đó, thì cái từ trường chính ở trong cái máy là từ trường do cái phần cảm nó sinh ra. Phần cảm này, phần cảm là cái 500 này, thì từ trường chính ở trong máy là do phần cảm sinh ra nha mấy em. Còn cái phản ứng đó là phần mang dòng điện. Thì trong cái phản ứng khi mà có dòng điện chạy qua thì nó cũng sinh ra một cái từ trường. Thì cái từ trường phần phản ứng nó sinh ra khi nào có cái dòng điện chạy trong dây quấn phản ứng ha. Đối với máy phát điện thì khi nào mà mặt bên ngoài mình có nối với cái tải á, thì nó tạo thành cái mặt kính ha, cho dòng điện nó chạy trong cái dây quấn phản ứng. Còn nếu mà máy phát điện mà nó không nối tải thì nó đang hở mạch ha, thì nó sẽ không có dòng điện phản ứng nha em. Nè, rồi cái động cơ cũng vậy ha. Động cơ khi mà nó không kéo tải thì cái dòng điện phản ứng rất nhỏ, coi như bỏ qua ha. Rồi thì bình thường cái từ trường của cái từ trường chính nè, từ trường của cái phần phần cảm ha, nó thẳng như này. Từ trường chính của phần cảm là từ trường của cái 500 này ha, bắc nam này ha. Thì từ trường phần cảm là từ trường chính nha. Từ trường phản ứng là do các cái dây quấn phản ứng nó sinh ra ha. Rồi thì cái tương tác khi mà trong phản ứng nó có dòng điện ha, thì cái tương tác của từ trường phản ứng nó sẽ làm méo cái từ trường phần cảm đi, nó méo cái từ trường chính đi. Em nhìn trên hình ha, cái từ trường mà cái đường màu nâu á ở hình trên nó thẳng ha, xuống hình bên dưới này nó bị méo đi. Méo này là do cái ảnh hưởng của cái từ trường phản phản ứng ha. Thì đó người ta gọi là phản ứng ha. Thì mình sẽ tìm hiểu sâu và xem phản ứng nó có tác dụng như thế nào, tác hại như thế nào. Thì nhớ giùm thầy nha, phản ứng là cái tương tác giữa từ trường phần phản ứng lên từ trường phần cảm, nó làm méo cái từ trường phần cảm ha. Thì đây là hình ảnh của cái từ trường của cái phần cảm khi mà làm việc không tải. Không tải có nghĩa là cái máy phát thì nó không có nối với cái tải ở ngã ra ha. Còn cái động cơ thì nó không kéo tải. Thì lúc này cái dòng điện trên cái phần phần phản ứng á, mình coi như là không có ha. Thì lúc này từ trường trong máy là từ trường của phần cảm thôi. Từ trường phần cảm này nó đi từ bắc xuống nam ha. Bắc xuống nam này, từ trên dưới này. Đó. Thì đây là cái từ trường của phần cảm ha, nó đi xuyên qua rotor đi xuống dưới à. Rồi thì mấy em có thể ghi vắn tắt ha, khi làm việc không tải thì trong dây quấn phản ứng không có điện, không có dòng điện ha, nên từ trường trong máy là do từ trường cực từ sinh ra. Từ trường cực từ chính là từ trường phần phần cảm ha. Phần cảm là phần sinh ra từ trường chính ha. Rồi thì đây là cái hình ảnh của cái từ trường cực từ ha. Rồi tiếp theo ha, thì cái đường ngang này này, MN này, mình gọi là cái đường trung tính hình học. Lát nữa sẽ khi có cái từ trường phản ứng thì nó sẽ có sự thay đổi ha. Bây giờ không có từ trường phản ứng thì cái đường trung bình hình học nó nằm ngang như thế này. Và đường trung bình hình học này cũng chính là đường trung tính hình học này cũng chính là đường trung tính của từ trường luôn ha. Thì trên cái đường MN này hiện tại từ trường của phần cảm á, thì đoạn MN này là nơi từ trường nó trung tính, có nghĩa là giữa chính giữa hai cực từ thì từ trường ngay điểm giữa này là nó cân bằng, coi như nó bằng không á. Trung tính hình học cũng chính là trung tính của từ trường của phần cảm ha. Thì khi mà cái hôm trước mình nói cái rotor nó quay á, thì hai cái nửa của cái hình bán nguyệt á, hai cái nửa của cái
gọi là cái vành cái cổ gót á. À, thì hai nửa đó nó sẽ được cái giữa cái hai cái nửa đó là nó, khi mà cái hai cái chỗ cách điện giữa hai cái cổ gót nó nằm ngang đúng cái trung tính hình học này nè, thì người ta sẽ đổi vị trí của cái đổi vị trí chỗ thang qua cái cổ gót nè, thì cái điểm điểm mà trung tính hình học này cũng chính là điểm đổi chiều, điểm đổi chiều ha. Cái chỗ thang sẽ đặt ngay chỗ MN này, mấy em tưởng tượng cái chỗ thang sẽ đặt chỗ này ha. Thì khi cái cổ gót cái vị trí mà giao tiếp giao nhau giữa hai cái phiến gót á, thì nó qua cái chỗ thang ngay chỗ này thì nó sẽ được đổi đổi chiều dòng điện ở trong cái rotor ha. Dạ. Thì cái điểm trung tính hình học này chính là điểm đặt chỗ thang nha. Rồi. Đó là trường hợp mình chưa xét tới cái phản ứng à, thì cái chỗ thang sẽ được đặt ở ngay điểm trung tính hình học này nha em. Để khi cái rotor nó quay cái cổ gót á, nó quay tới đúng vị trí này thì cái điện áp ở trên cái khung dây nó bằng không. Điện áp khung dây bằng không thì nó sẽ cho phép đổi chiều giữa hai cái phiến gót ha. Bây giờ mình xét tới cái việc là khi có dòng điện phản ứng nè, thì khi mà trong phản ứng có dòng điện ha, thì nó sẽ sinh ra cái từ trường của phản ứng. Đây, trên hình này là cái từ trường của phản ứng này em. Như vậy quán phản ứng nó quán dòng điện nó chạy trong này thì nó sinh ra cái từ trường phản ứng. À, thì mấy em thấy là từ trường phản ứng nó hướng theo cái chiều như thế này, thì giờ cái cực bắc đây nam đây ha, bắc nam bên trái bên phải. Rồi bây giờ tưởng tượng khi cái rotor nó quay á, rotor nó quay thì cái từ trường phản ứng này nó cũng quay. À, từ trường phản ứng này quay và nó sẽ tương tác lên trên cái từ trường của lên trên cái từ trường của cực từ. Thì lúc này cái từ trường cực từ nó sẽ bị ảnh hưởng do cái từ trường của phản ứng ha, nó làm cái từ trường cực từ nó méo đi. Mấy em nhìn thấy trên cái từ trường cực từ nó méo đi ha, từ trường cực từ nó bị méo đi. Rồi thì tác dụng của từ trường phản ứng lên từ trường cực từ nó gọi là phản ứng nè. Thì mình ghi cái câu này ha, tác dụng của từ trường phản ứng lên từ trường cực từ gọi là phản ứng nè. Đó là cái giải thích về cái phản ứng nha mẹ. Bình thường á, từ trường cực từ thì nó thẳng từ cực bắc xuống cực nam, đi xuyên qua cái rotor. Bây giờ thì và cái trung tính hình học á, cái trung tính hình học cũng chính là trung tính của từ trường cực từ. À, điểm nằm giữa MN này, cái đường nằm giữa này là trung tính từ trường luôn, ngay điểm đó là từ trường thành không. À, nhưng mà khi có cái dòng điện trong phản ứng, thì cái phản ứng nó có một cái từ trường phản ứng và cái từ trường phản ứng này nó tương tác với từ trường phản cảm, nó làm méo cái từ trường phản cảm đi. Cái từ trường phản ứng này nó quay nha em. À, tại vì cái rotor nó quay thì từ trường phản ứng nó cũng quay. À, nó quét qua nó làm cho méo cái từ trường phản cảm. À, thì nó gọi là phản ứng. Thì mình sẽ tìm hiểu xem là cái phản ứng này nó gây ra những cái hậu quả gì. Rồi, mình tiếp tục ha. Bạn nào ghi không kịp thì mình có thể coi lại video để mình chép cho nó kịp. À, bao lại dừng lại dừng video để chép. Rồi tiếp theo là cái phản ứng nó sẽ có tác dụng gì, hậu quả ha. Một số 2 nha, hậu quả của phản ứng. Rồi thì cái phản ứng cái hậu quả thứ nhất á, là nó làm thay đổi cái sự phân bố từ trường trong máy. Hồi nãy lúc ban đầu mà chưa có từ trường phản ứng á, thì từ trường của cực từ nó đi thẳng từ trên xuống dưới ha, xuyên qua cái rotor đi xuống dưới. Nhưng mà khi có từ trường phản ứng rồi thì nó làm méo cái từ trường cực từ đi ha, làm thay đổi sự phân bố của từ trường cực từ. Rồi thì cụ thể là như thế nào? À, thì cụ thể như trên hình này mấy em nhìn ha, khi mà cái từ trường nó thay nó bị méo đi á, thì mấy em nhìn là phía bên cực cái mỏm cực số 2 và số 4 đây, mỏm cực số 2 đây có đánh dấu trên hình mấy em thấy ha, mỏm cực số 2 và mỏm cực số 4, thì mấy em thấy là gì, các cái đường xích từ nó đang được tập trung về hướng hai cái mỏm cực này. Mấy em nhìn thấy đường xích từ ha, nó dồn về phía mỏm cực số 2, bên dưới thì nó dồn về phía mỏm cực số 4. À, có nghĩa là gì, từ trường ở hai mỏm cực này được tăng cường lên, từ trường ở đó nó tăng lên ha. À, ngược lại mỏm cực số 1 và số 3 thì mình thấy là gì, các cái đường xích từ nó bị tản ra, nó dạt ra phía bên kia. Có nghĩa là gì, từ trường của cái mỏm cực số 1 và số 3 nó bị giảm xuống. À, rồi thì mình thấy cái từ trường bây giờ nó không còn phân bố đều nữa ha. Một
cực thì nó tăng lên, cực thì nó giảm xuống. Rồi thì khi mà một bên tăng một bên giảm á, thì nếu mà xét về tổng quan thì nó từ trường nó không có bị thay đổi ha, nhưng nó có một cái vấn đề thế này. Rồi thêm một điểm nữa là gì, cái điểm trung tính hình học á, trung tính hình học là trung trung tính từ trường á, thì nó bị xê dịch qua thành điểm m m phẩy. Khi từ trường nó quay ha, từ trường của rotor nó quay, nó làm méo từ trường của stator. Thì lúc này cái trung tính từ trường nó cũng bị lệch đi, nó là theo cái đường m m phẩy này, điểm trung tính nó lệch đi ha. Rồi, đó là nó làm thay đổi cái phân bố từ trường ở trong cái máy ha. Rồi thì tiếp theo thì khi mà cái đường trung tính đặt nó bị lệch đi á, nếu mà cái chỗ thang mà mấy em vẫn đặt ở vị trí m n cũ ha, m n cũ, thì lúc này khi khi đổi chiều á, khi cái vị trí cổ gót chỗ thang nó thay đổi á, thì nó sẽ sinh ra tia lửa điện. Nó sinh ra tia lửa điện. Tại vì khi cái điểm đổi chiều mình phải làm sao cho điện điện áp trên cuộn dây bằng không, thì lúc đó mình mới đổi chiều nó mới không sinh tia lửa điện ha. Còn nếu mà mình đổi chiều lúc mà trên cuộn dây nó vẫn còn cái cảm ứng từ, nó vẫn còn sinh ra cái điện áp ha, vẫn còn sinh ra cái dòng điện trên cái cuộn dây, thì lúc đó mình đổi vị trí chỗ thang nó sẽ sinh ra tia lửa điện ha. Mà tia lửa điện sinh ra nó sẽ làm hư hỏng cái chỗ thang, hư hỏng cổ gót ha, rồi nó gây tổn hao mà gây phát nóng cái máy ha. Thì mình làm sao để triệt tiêu cái muốn triệt tiêu được cái tia lửa điện khi mà đổi chiều á, thì phải đặt cái chỗ thang đúng vị trí của cái trung tính từ trường, trung tính của từ trường stator. Thì việc xê dịch cái đường trung tính hình học này, xê dịch cái trung tính của từ trường á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới việc sinh ra tia lửa điện. Thì muốn mà không sinh tia lửa điện thì mình phải đặt cái chỗ thang lại ha, đổi vị trí nó lệch qua vị trí MN phẩy thì mới giảm được cái tia lửa điện đi. Thì đó là tác hại nha, cái trung tính nó bị dịch đi, nó làm mình phải, nếu mà cái chỗ thang vẫn để chỗ cũ á, vẫn đặt chính giữa, thì nó sẽ bị sinh tia lửa điện ha. Mình phải thay đổi vị trí chỗ thang đi, điều chỉnh cái chỗ thang này. Rồi một cái vấn đề nữa, hồi nãy thầy có nói là cái mõm cực số 2 và số 4 á, thì cái từ trường nó tăng lên, còn mõm cực số 1 và số 3 từ trường nó bị giảm xuống. Cực tăng cực giảm ha. Thì đáng lẽ là trung bình lại thì nó vẫn như cũ ha. Nhưng mà thực chất ha, khi cái mõm cực này tăng lên á, mõm cực này tăng lên thì nó bị gọi là bị bão hòa từ. Bão hòa từ có nghĩa là nó tăng tới một mức nào đó nó bị giới hạn lại ha. Nó bị giới hạn lại. Trong khi cái mõm cực số 1 này á, thì nó giảm xuống. Giảm xuống thì nó không có bị giới hạn gì hết, giảm thì nó giảm bao nhiêu nó giảm bấy nhiêu thôi. Tăng lên thì tăng, ví dụ mình tăng lên 5 phần, bên này giảm xuống 5 phần. Nhưng mà cái phần tăng lên 5 phần này nó bị bão hòa mất. Có nghĩa là mới tăng lên tới 4 phần thì nó không tăng lên được nữa. Có nghĩa nó không tăng lên đủ được 5 phần ha. Trong khi cái bên này giảm xuống đủ 5 phần. Thì có nghĩa là gì? Tổng cái từ từ thông ở trong cái cực từ này nó bị suy giảm. Do hiện tượng gọi là bão hòa từ. Khi từ thông nó không còn phân bố đều ha, một bên tăng lên bên giảm xuống, mà bên tăng lên nó bị giới hạn bởi bão hòa từ. Từ trường nó bị bão hòa trong cái cực từ ha, trong cái mõm cực này. Thì nó không tăng lên được nữa, trong khi cái phần giảm thì nó vẫn cứ giảm. Do đó, tổng cái từ thông ở trong cực từ nó sẽ bị giảm xuống ha, giảm cái từ thông cực từ. Rồi, thì từ thông cực từ giảm thì dẫn tới từ thông tổng ở trong máy nó giảm theo ha. Rồi, đó là cái lý cái ảnh hưởng của cái phản ứng khi nó làm méo cái từ trường này ha. Em nhớ hai ý nha. Thứ nhất, nó làm lệch cái trung tính hình học, lệch cái trung tính từ trường ha. M n nó đổi qua vị trí m phải n phải. Nếu mà chỗ thang không thay đổi theo thì sẽ bị sinh tia lửa điện. Cái thứ hai là nó do cái hiện tượng bão hòa từ ha, nên là cái phần cái mõm cực mà từ trường nó tăng lên thì nó bị bão hòa, trong khi cái phần giảm nó không có, nó vẫn giảm đầy đủ, vẫn giảm bình thường ha, dẫn tới là tổng từ thông trong trong cái cực từ ha, từ thông trong máy nó bị giảm, hiểu ha. Đó là ảnh hưởng của cái phản ứng khi nó làm méo cái từ trường ha. Thì mà từ trường mà giảm thì cái moment của máy nó cũng giảm đi. Nếu máy phát thì là điện áp phát ra nó bị giảm, điện áp U nó giảm ha. Còn moment đối với động cơ thì moment động cơ nó bị giảm. Đó là cái hậu quả của cái phản ứng ha. Được không em? Hai cái hậu quả nha em, nhớ hai ý thôi.
Một là anh lệch cái trung tính, lệch cái điểm trung tính hình, trung tính từ trường, trung tính hình học. Thứ hai là làm giảm từ thông trong cái cực từ, giảm từ thông tổng trong máy ha, do hiện tượng bão hòa từ. Khi mà từ trường nó méo đi thì cái cực từ bị bão hòa nó sẽ không có tăng được hết, không có tăng được tối đa ha. Trong khi bên giảm nó giảm giảm bình thường. Rồi, có hai cái cần nhớ nha. Là trung tính và ảnh hưởng tới việc giảm cái từ thông trong máy. Tiếp theo là nói về cái nguyên sang sinh tia lửa điện và cái biện pháp khắc phục. Thì như nãy thầy nói á, tia lửa điện nó sinh ra là khi khi cái cổ gốc nó mà nó tiếp xúc với cái chỗ than á. À, khi mà đổi chiều thì cái cổ gốc nó nếu mà nó vẫn còn dòng điện à, thì nó sẽ bị sinh tia lửa điện. À, rồi thì ngoài cái nguyên nhân đó thì nó sẽ có một số nguyên nhân đó thì sẽ ghi rõ luôn. À, thứ nhất là cái nguyên nhân về cơ khí. À, thì cái chỗ than mà nếu mà nó không tiếp xúc tốt vào cái cổ gốc á, thì trong quá trình dòng điện nó chạy vào trong cái cổ gốc á, từ chỗ than chạy qua cổ gốc thì nó sẽ sinh tia lửa điện. À, mấy em tưởng tượng cái chỗ tiếp xúc nó cứ lúc chạm lúc nhả, nó không tiếp xúc tốt thì nó sẽ sinh ra tia lửa điện ha. Thì đó là nguyên nhân cơ khí. À, tiếp xúc không tốt thì nó có thể do cái chỗ than nó bị mòn hay là cái cổ gốc nó không có tròn ha, không có đều ha, thì lúc nó quay có lúc nó chạm vô có lúc nó nhả ra. À, tiếp xúc không tốt nó sinh tia lửa điện ha. Nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân điện từ. À, do các cái sức điện động tự cảm, sức động hộ cảm, do cái từ trường phản ứng. À, thì cái này gọi là nguyên nhân điện từ. Đó, thì nãy cái phản ứng nó làm méo cái từ, làm méo cái trung tính hình hình là trung tính từ trường đi ha, trung tính học méo đi, thì nếu mà chỗ than mình đặt sai vị trí thì nó cũng sinh tia lửa điện, hoặc là các cái hiện tượng tự cảm hộ cảm nó cũng gây phóng phóng tia lửa điện ha. Rồi thì các biện pháp khắc phục tia lửa điện ở cái máy điện một chiều ha. Thứ nhất là mình dùng cực từ phụ. Hôm trước có giải thích về cực từ phụ á, nó dùng để cải thiện đổi chiều ha. À, thì nãy giờ thầy có nói về cái vấn đề là khi khi đổi chiều ha, khi cái cổ gốc nó đổi vị trí ha, tiếp xúc với chỗ than, đổi vị trí tiếp xúc chỗ than thì sinh tia lửa điện ha. Thì nhờ cực từ phụ nó sẽ giúp triệt tiêu cái dòng điện trên cái, nó triệt tiêu cái độ lệch từ từ trường ở trên cái, do cái phản ứng ha. Cái cực từ phụ nó giúp triệt tiêu cái phản ứng ha. Thì nó giúp giảm cái tia lửa điện ha, hoặc là triệt tiêu hẳn cái tia lửa điện. Rồi, thì cái phương pháp dùng cực từ phụ nó áp dụng đối với máy công suất trung bình và công suất lớn ha. Rồi, đối với máy mà công suất nhỏ thì nó dùng dây quấn bù. À, dây quấn bù cũng có thể dùng công suất lớn luôn á, trung bình và lớn. Máy nhỏ thì dùng phương pháp là xê dịch cái chỗ than. À, rồi thì cái dây quấn bù nó khác cái cực từ phụ một tí. Dây quấn bù thì nó sẽ nằm quấn bên trong cực từ chính luôn, lưu ý ha, dây quấn bù nó sẽ được quấn bên trong cực từ chính luôn. À, rồi dây quấn bù thì nó sẽ được mắc, nó mắc sẽ mắc nối tiếp với dây quấn chính luôn. Thì đó là một số cái biện pháp để khắc phục cái tia lửa điện sinh ra. Thì cái biện pháp này là dùng để khắc phục đối với cái trường hợp là do cái nguyên nhân là do điện từ ha, nguyên nhân điện từ nha. Còn nguyên nhân về cơ khí thì mình khắc phục chỉ có bằng cách là thay đổi về cơ khí thôi, có nghĩa là sửa chữa cái chỗ chỗ than với cổ gốc cho nó tiếp xúc tốt ha. Còn cái biện pháp khắc phục này là đang nói biện pháp khắc phục cho cái trường hợp là nguyên nhân điện từ ha. Nguyên nhân điện từ là do cái phản ứng á, thường thường là do phản ứng ha. Thì người ta sẽ dùng cực từ phụ, dùng dây quấn bù hoặc là xê dịch cái chỗ than. Rồi, đây em giải thích kỹ hơn một tí. À, thì cái dây quấn cực từ phụ ra bốn cực từ chính và bốn cực từ phụ. Thì cực từ phụ á thì nó được quấn dây giống như cực từ chính vậy. À, nó quấn dây đồng giống cực từ chính, nhưng mà cực từ phụ nó nhỏ hơn, và cái dây quấn của cực từ phụ á nó được được mắc nối tiếp với dây quấn phản ứng ha. Dây quấn phản ứng là dây quấn phản ứng là dây quấn bên phía rotor nha mấy em. Dây quấn phản ứng là dây quấn phía rotor nha, chứ không phải dây quấn của cực từ chính ha. Dây quấn phản ứng là dây quấn phía rotor đó. À, thì dây quấn cực từ phụ này nó được mắc nối tiếp với dây quấn phản ứng luôn. À, thì khi mà cái từ trường phản ứng nó sinh ra, à, dòng điện phản ứng có ha, thì nó sẽ có dòng điện nó chạy qua cái cực từ phụ này, và cái từ trường cực từ phụ này người ta thiết kế làm sao đó để nó triệt tiêu cái từ trường của phản ứng.
thì lúc đó nó sẽ triệt tiêu được cái phản ứng phản ứng được nha. Cái cực từ phụ nó được mắc nối tiếp với dây quấn phản ứng là cái rotor nha, mắc nối tiếp với cái dây quấn rotor qua cái chỗ thang với cụ gốc, nên là khi dòng điện phản ứng tăng lên á thì dòng điện trong cực từ phụ nó cũng tăng lên, và từ trường phản ứng mà tăng lên thì từ trường cực từ phụ nó cũng tăng lên, và từ trường cực từ phụ người ta phải thiết kế làm sao nó ngược lại với từ trường phản ứng ha, để nó triệt tiêu với từ trường phản ứng ha. Thì cái đó cái mình cần chú ý, thì chỉ nói cái nguyên lý như vậy thôi ha, cho mình hiểu cái nguyên lý nó đơn giản vậy, nhưng cũng không có gì phức tạp, không cần phải hiểu sâu lắm đâu, chỉ cần nắm được là gì? Cái cực từ phụ nó mắc nối tiếp với dây quấn của cái phản ứng là cái rotor đó à, mắc nối tiếp với dây quấn rotor ha, thông qua cái cổ gốc với chỗ thang, và khi cái dòng điện phản ứng tăng lên thì cái dòng điện cực từ phụ nó tăng lên tương ứng ha, và cái từ trường cực từ phụ nó sẽ cân bằng với từ trường của phản ứng, nó triệt tiêu cái phản ứng đi à. Rồi một cái nữa là cái dây quấn bù, dây quấn bù thì nó hơi khác với cái cực từ phụ, có nghĩa là dây quấn bù nó không có nằm, nó không có quấn riêng mà nó quấn bên dưới cái cực từ chính luôn à. À. Ở đây ví dụ như mình có cái cực từ chính này à, thì cái dây quấn bù nó nằm bên dưới cực từ chính luôn à, dây quấn bù nó nằm bên dưới cực từ chính luôn à. Đây, dây quấn bù là cái phần nằm đây, còn dây quấn cực từ chính, dây quấn cực từ là dây quấn nằm bên dưới này à. Dây quấn bù thì nó nằm bên trong cái cực từ chính à. Thì khi dây quấn bù này nó cũng được mắc nối tiếp với cái dòng điện phản ứng luôn ha, mắc nối tiếp với phản ứng, để khi cái phản ứng nó sinh ra cái từ trường thì cái từ trường cực cực từ nó triệt tiêu lại. Đây em nhìn trên hình, bên hình ở giữa này ha, cái hình cái động cơ ở giữa thì mình thấy là gì à, cái rotor này, rotor đây, từ trường dòng điện trên cái phần phản ứng này ha, thì nó sinh ra từ trường rồi, thì cái trên cái dây quấn bù đây, dây quấn bù là cái dây quấn nằm ở trên cái cực từ chính ha, nằm bên trong cái mặt cực từ chính, thì dòng nguồn này cái dòng điện nó ngược lại với cái dòng điện trên rotor ha, mình nhìn thấy nó ngược lại, thì cái từ trường do cái dây quấn bù rồi sinh ra nó sẽ triệt tiêu cái từ trường của rotor à, từ trường của phản ứng đó, triệt tiêu cái phản ứng đi à. Thì về nguyên lý thì nó tương tự cái cực từ phụ, nhưng mà nó không có dùng riêng một cực từ phụ mà nó xài chung cái cực từ chính thôi à. Dây quấn bù nó cũng được mắc nối tiếp với dây quấn phản ứng à. À, thì cái chỗ này thì nó nhanh vậy thôi ha. Đây đây là cách nối dây nè, dây quấn Mansfield là cái dây quấn cách từ chính ha, này là dây quấn bù nè ha. Rồi cái này là cái dây quấn phản ứng này, rotor thì đây là cái máy cách từ nối tiếp. Rồi cái biện pháp thứ hai là xê dịch cái chỗ thang, biện pháp thứ ba chứ, xê dịch chỗ thang thì cái vị trí chỗ thang mình đặt lệch đi à. Thì có cái lưu ý này mà em cũng lưu ý luôn, đối với cái động cơ à, đối với máy phát đi, máy phát thì cái chỗ thang mình sẽ dịch đi một góc beta, góc beta này nó sẽ cùng chiều quay với rotor, có nghĩa là giả sử cái rotor nó đang quay quay theo chiều kim đồng hồ ha, thì cái mình cũng phải dịch cái chỗ thang theo chiều kim đồng hồ một góc lệch đi, một góc beta. Góc beta là cái góc mình cần điều chỉnh để cho nó đúng cái đường trục tính trung tính từ trường à. Rồi ngược lại đối với cái động cơ thì mình sẽ dịch cái chỗ thang đi ngược chiều kim đồng hồ, giả sử cái rotor đang quay theo chiều kim đồng hồ à, thì đối với máy phát mình sẽ dịch chỗ thang theo cùng chiều quay, còn động cơ thì mình sẽ dịch chỗ thang ngược chiều quay, lưu ý nha, cái chỗ này mà em cần lưu ý nha, có thể trắc nghiệm nó sẽ có câu hỏi về cái việc xê dịch chỗ thang ha. Ví dụ người ta hỏi là đối với cái động cơ à, để triệt tiêu cái phản ứng mình xê dịch chỗ thang như thế nào so với đường trục tính nào à, chúng ta là dịch theo chiều kim đồng hồ, ngược chiều kim đồng hồ hay 180 độ 60 độ gì đó à, cùng chiều kim ngược chiều kim, thì lúc đó mình phải chọn cho đúng à. À, tiếp theo mình sẽ đi qua cái mục số 5 là máy phát điện một chiều, ở đây mình sẽ đi sâu vào phân loại các cái máy phát điện ha. À, cái phần này thì nó tương đối là quan trọng, nó có một số cái sơ đồ á, mình cần phải vẽ vô để mình giải quyết một số cái bài tập à. Rồi thì đầu tiên là mình nói về cái cách phân loại ha,
thì phân loại đối với các cái máy điện một chiều á thì mình có nhiều cách phân loại. À, nhưng mà thường 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 để phân tích thì mình sẽ phân loại theo cái phương pháp kích từ. Được ý nha. Đối với máy điện một chiều mình sẽ phân loại theo phương pháp kích từ. Đó là cái cách phân loại chính. À, thì mình sẽ có bốn loại. Cái này mấy em ghi luôn ha, ghi giùm thầy bốn loại: máy phát kích từ độc lập, máy phát kích từ song song, máy phát kích từ nối tiếp và máy phát kích từ hỗn hợp. Có bốn loại đó. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ đi vào từng cái loại này. À, từng từng loại. Rồi, đầu tiên là máy phát kích từ độc lập trước. Kích từ độc lập ha. Rồi, thì kích từ độc lập là sao? À, mấy em thấy cái nó có hai phần ha. Cái phần bên trái này gọi là phần kích từ. Thì mình sẽ cấp dòng điện vào cái cuộn kích từ. Cuộn kích từ là cái cuộn dây quấn stator nha em. À, cấp dòng kích từ này thì nó sẽ biến cái stator thành cái 500 điện. À, rồi thì cái này phần kích từ độc lập thì cái phần mạch kích từ nó riêng ha. Nó có một cái nguồn ô kích từ riêng và cấp điện qua cái cuộn dây kích từ. R kích từ này là cái cuộn dây để kích từ ha. Cuộn dây dây quấn stator đó. Dây quấn phần phần cảm á. À, dây quấn phần cảm chính là dây quấn kích từ. À, rồi ngoài ra nó phải qua một cái biến trở. Cái biến trở này dùng để điều chỉnh cái dòng điện kích từ. Mình muốn thay đổi cái từ thông trong máy thì mình sẽ điều chỉnh cái biến trở này để thay đổi cái dòng điện chạy qua cuộn kích từ. À, thì đây là cái phần kích từ. Rồi cái phần bên này là cái mạch điện phản ứng. Phản ứng là cái phần mang dòng điện chính á. Thì máy phát điện một chiều thì nó phát điện là dòng điện nó phát ra ở phản ứng nha em. Rồi phát ra và mình gắn cho cái tải phía bên ngoài nó chạy ha. Phát ra điện một chiều nối cho cái tải bên ngoài. Thì mấy em thấy là gì? À, hai cái phần mạch điện phần kích từ và mạch điện phản ứng nó hoàn toàn riêng biệt ha. Nó gọi là máy phát điện một chiều kích từ độc lập. Kích từ độc lập. À, có nghĩa là phần mang điện, phần kích từ và phần ứng ha. Phần dòng điện chính là hai cái riêng biệt. À, nó không có sao, không có chung dòng điện ha. Mấy em vẽ cái sơ đồ này vào ha. Em có thể vẽ đơn giản được, không cần phải gấp cúc lại vậy đâu ha. Vẽ thẳng qua luôn được. Chỗ dự chỗ cầu dao này, bỏ cầu dao lên vẽ thẳng qua cũng được ha. Cho nó nhanh. Thì phản ứng phát ra điện nó chạy qua cái tải. À. Thì đây là cái máy phát kích từ độc lập ha. Phần cảm và phản ứng riêng biệt. À, nó báo còn khoảng 10 phút nữa. Thì lát nó hết giờ nó ao ra thì mấy em vô lại. Rồi, tiếp theo ha. Tiếp theo cái thứ hai là máy phát một chiều kích từ song song. Kích từ song song ha. Thì kích từ song song là sao? À, mấy em thấy là gì? Cái máy phát điện, cái phản ứng này nó phát ra điện nha mấy em. Phản ứng là phần phát ra điện ha. Thì người ta dùng cái dòng điện phản ứng này, người ta cấp qua cho cái phần phần kích từ phần cảm. Dòng điện từ y ứng ha, nó đi ra hai đường, một đường nó qua tải này, nó phát ra ngoài giống như nãy, nhưng mà một phần dòng điện này nó được đưa đi qua nó kích từ qua cái cuộn dây kích từ, thì nó gọi là máy phát một chiều kích từ song song. Kích từ song song ha. Mấy em thấy là gì? Cái phần phản ứng này nó đang được mắc song song với phần cảm ha. Phần cảm phần kích từ này đang mắc song song với phản ứng này ha. Nó gọi là kích từ song song. Đó, mình nhìn cái sơ đồ mình sẽ thấy được ha. Dòng điện là từ phản ứng nó phát ra nha. Phản ứng nó phát ra ha, rồi nó đi một nửa, một phần thì nó đi ra tải, phần nhỏ thì nó sẽ vô cái phần cuộn dây kích từ. Rồi, tiếp ha. Mình vẽ không kịp thì mấy em coi lại video mấy em vẽ sau ha. Thầy giới thiệu cho hết. Rồi, tiếp theo là máy phát kích từ nối tiếp. Kích từ nối tiếp là sao? À, mấy em thấy là gì? Cái phản ứng này, dòng điện phản ứng nó phát ra, nó sẽ chạy qua cuộn kích từ. Cuộn kích từ ha, R kích từ là cuộn dây kích từ. À, rồi nó đi ra ra tải. Thì mấy em thấy là gì? Phản ứng nó được mắc nối tiếp với phần cảm luôn. À, dòng điện phản ứng nó chạy qua phần cảm luôn và đi ra tải. Nó gọi là máy kích từ nối tiếp. Máy phát điện ha, kích từ nối tiếp. Rồi mình cũng vẽ cái hình này vào ha. Mỗi sơ đồ mình phải vẽ để mình hiểu nó kích từ
độc lập là như thế nào, cái từ song song là như thế nào, cái từ nối tiếp là như thế nào. Cái này chắc mấy em thấy cũng đơn giản đúng không, không có gì khó hết ha. Cái hình mình nhìn rõ ràng luôn, nó cái từ độc lập là nó riêng, cái từ song song là cái cụm cái từ nó mắc song song với phản ứng, cái từ nối tiếp là cụm cái từ nó mắc nối tiếp với phản ứng ha. Rồi một cái sơ đồ nữa là cái từ hỗn hợp. Hỗn hợp thì nó bao gồm vừa cái từ song song vừa cái từ nối tiếp luôn ha. Này, cái từ song song này, R cái từ song song ha, nó mắc song song với cái phản ứng, và R cái từ nối tiếp mắc nối tiếp với phản ứng ha. Rồi nối ra ra tải thì mình thấy là trong mạch cái từ hỗn hợp thì nó có hai cụm cái từ, một cụm cái từ song song mắc song song với phản ứng, và một cụm cái từ nối tiếp mắc nối tiếp với phản ứng ha. Rồi cái sơ đồ này mình cũng vẽ vào nha mấy em, lát mấy em coi lại video mấy em vẽ cũng được ha. Thì đi cho nhanh nhanh tí chứ cái rừng nó giờ gần ao, nó ao xong mấy em vô lại ha, để tạo rừng mấy em vô lại. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào các cái phương trình, với các phương trình này nó sẽ phục vụ cho mình giải cái mạch điện ha, tính toán cái dòng điện đối với các cái máy phát điện một chiều này. Rồi thì đối với cái máy cái từ độc lập á thì mình có ba cái phương trình này nè. Rồi mình khảo sát từng phương trình ha. Phương trình thứ nhất y ứng bằng y tải. Thực ra thì mấy em nhớ cái sơ đồ thì mấy phương trình này mấy em tự suy ra được nha. Mấy em nhớ được cái sơ đồ cái từ này thì mấy em sẽ suy ra được mấy phương trình này. Rồi thì mấy em thấy là gì, đối với máy cái từ độc lập thì y ứng dòng điện phản ứng này phát ra này nó chạy thẳng ra phía tải luôn, có nghĩa là y ứng nó bằng y tải, nhìn thấy được đúng không em? Cái từ độc lập thì cái phản ứng nó phát điện ra nó chạy thẳng ra tải luôn, vậy là y ứng bằng y tải, một phương trình dòng điện phản ứng. Rồi quan hệ giữa dòng điện phản ứng và dòng điện y tải ha, y ứng bằng y tải. Cái phương trình thứ hai là cái phương trình u bằng e ứng trừ e ứng y ứng. U là điện áp trên tải em, u điện áp ngã ra tải này, thì nó bằng e ứng này trừ cho e r ứng y ứng. R ứng là điện trở của dây quấn phản ứng. R ứng ở đây mình có thể vẽ riêng một cái điện trở cũng được, còn không thì mình tự hiểu là nó là sục áp ở trên cái E ứng này, ở trên cái điện trở phản ứng ha. Thì U ngã ra nó sẽ bằng E ứng đây, bằng cái nguồn này trừ cho sục áp trên cái điện trở phản ứng. Ở đây không có vẽ nhưng mình tưởng tượng ha, nó có cái điện trở phản ứng nha em. Cái R ứng là cái điện trở của dây quấn phản ứng á. Thì vẽ chỗ này cũng được. R ứng ha. R ứng là cái điện trở trên dây quấn phản ứng ha. Mình nhập chung nó vô trong cái chỗ E ứng cũng được, còn không mình tách riêng mình vẽ ra ngoài cũng được. Thì R ứng nhân Y ứng là cái sục áp ở trên cái điện trở này ha. Thì U ngã ra nó sẽ bằng cái điện áp cái xung động E ứng ha, trừ cho sục áp R ứng Y ứng ha. Thì cái phương trình này hôm trước mình cũng có ghi rồi ha, phương trình này là hôm trước có ghi rồi, phương trình cân bằng điện áp trong máy phát. Rồi thì máy phát loại nào thì phương trình này nó cũng vậy thôi. Rồi tiếp theo là gì, cái phương trình số 3 U kích từ. Phương trình ở bên mạch kích từ ha, thì U kích từ nó bằng Y kích từ nhân cho R kích từ cộng R điều chỉnh. Này cái mặt vòng đây nè, phương trình kích số 2 ha, U thì bằng phương trình định lượng ổn được, U thì bằng Y nhân R, Y kích từ nhân cho R này, hai cái R. Thì mình có ba cái phương trình đó là máy phát kích từ độc lập ha, kích từ độc lập. Rồi một số cái đặc điểm mình cần lưu ý ha. Cái này mấy em cũng nên ghi lại ha. Rồi khi dòng điện tải tăng, dòng tải tăng thì dòng điện phản ứng nó tăng lên và điện áp U nó giảm xuống do hai cái nguyên nhân. Rồi nguyên nhân thứ nhất là do điện áp rơi trên R ứng nó tăng lên. Mấy em tưởng tượng ha, tải y tải tăng có nghĩa là nặng tải lên ha, tải nặng hơn thì cái dòng y ứng nó tăng lên, dẫn tới là sục áp R ứng y ứng nó cũng tăng lên đúng không, sục áp ở trên điện trở phản ứng nó tăng lên ha, dòng điện tăng thì điện áp nó bị sụt xuống ha, tại vì sục áp trên các cái điện trở. Rồi nguyên nhân thứ hai là do tác động của phản ứng y ứng mà tăng lên thì cái phản ứng nó cũng cũng tăng lên tương ứng tại vì phản ứng là do có dòng điện phản ứng nó chạy, nó sinh ra từ trường phản ứng ha. Từ trường phản ứng nó làm méo cái từ trường chính, từ trường trong máy ha. Thì nếu mà dòng điện y ứng càng tăng thì cái phản ứng nó cũng càng mạnh ha, mà phản ứng mạnh thì cái từ thân trong máy nó giảm, giảm thì dẫn tới điện áp ngã ra nó cũng bị giảm. Rồi thì lưu ý ha,
Đối với máy phát điện một chiều cái từ độc lập thì nếu mà tải tăng thì dòng điện thì cái điện áp ngã ra nó giảm xuống, lưu ý nha, tải tăng thì điện áp nó giảm xuống. Đó, hai nguyên nhân thì có ghi hai cái dòng màu đỏ rồi đó. Hai dòng này là nguyên nhân tại sao tải tăng thì điện áp ngã ra máy máy phát điện một chiều nó giảm xuống ha, máy cái từ độc lập nha. Rồi, nó còn khoảng 2 phút nữa cái zoom nó sẽ hết giờ thì nó chuẩn bị nó out rồi, mấy em nó out thì mấy em vào lại nha. Rồi, thì thêm một ý nữa, để mà giữ cái điện áp máy phát không đổi khi tăng tải thì cách để không giảm điện áp đó là mình tăng cái dòng kết từ lên. Lưu ý nha, mình tăng dòng kết từ lên thì giúp cho điện áp ngã ra nó được giữ không đổi. Tải tăng thì mình tăng cái từ là để đảm bảo điện áp nó ra không đổi. Chú ý ha. Cả cái slide này mấy em ghi lại hết nha mấy em. Đó là cái đặc điểm quan trọng cần cầm nắm. Rồi, một số cái ưu nhược điểm đối với cái máy phát điện một chiều. Thì máy phát điện một chiều thì ưu điểm đó là mình dễ điều chỉnh cái dòng kết từ, tại vì cái phần kết từ nó nằm riêng ha, điều chỉnh nó dễ. Cái nguồn kết từ nó là cái nguồn độc lập, rất dễ điều chỉnh dòng kết từ. Nhược điểm nó là phải tốn riêng một cái nguồn cho nó, một cái nguồn kết từ riêng. Rồi thì cái loại này nó ứng dụng trong các cái máy phát công suất nhỏ ở trong cái phòng thí nghiệm và đo lường, tại vì đối với các phòng thí nghiệm đo lường người ta mới cần điều chỉnh chính xác cái điện áp ha, thì người ta dùng cái máy phát kết từ độc lập. Còn trong thực tế ít dùng, thực tế ít dùng máy phát kết từ độc lập. Rồi thì một số cái đặc tính ha. Cái đặc tính này gọi là đặc tính không tải. Đặc tính không tải là đặc tính ứng với cái dòng hai cái đơn vị, hai cái đại lượng ha. Cái đại lượng ở trên cái trục hoành ha, trục ngang này là y kết từ. Đại lượng trục đứng là e ứng. Thì mấy em thấy là gì? Đặc tính phải, nếu mình tăng cái dòng kết từ lên, mình không gắn tải nha mấy em, không gắn tải ha, chỉ đo điện áp ngã ra thở mạch ha, hoặc là đo sức động trên phản ứng á, thì mình thấy là gì? Tăng y kết từ thì điện áp phản ứng nó tăng lên, anh em thấy ha, y kết từ mà tăng thì e ứng phát ra, điện áp phát ra nó tăng lên. Nhưng mà mấy em nhìn thấy nè, cái đoạn đầu á thì y kết từ tăng thì e ứng nó tăng tuyến tính ha, cái đoạn này tăng tuyến tính ha. Tuyến tính có nghĩa là tăng theo đúng tỷ lệ, ví dụ y kết từ tăng 2 lần thì e ứng nó cũng tăng 2 lần. Đó là tuyến tính. Nhưng mà em thấy là cái đoạn tiếp theo thì cái y kết từ nó y kết từ tăng lên nhiều nhưng mà cái e ứng nó không còn tăng nhiều nữa. Rồi, thì đây là cái đặc tính không tải ha, thì vừa mới nói rồi. Nó là đặc tính giữa cái dòng kết từ với điện áp ngã ra, điện áp không tải. E ứng là sức động phản ứng, nó cũng là điện áp ngã ra không tải. Khi mà không tải mình khi không có tải mình hở mạch ngã ra thì cái điện áp ngã ra nó bằng E ứng luôn á. Rồi thì y kết từ mà càng tăng thì E ứng nó càng tăng lên, nhưng mà tới một mức nào đó thì từ thông trong máy nó bão hòa thì cái E ứng nó sẽ không tăng nữa, điện áp phản ứng phát ra nó không tăng nữa, thì đó gọi là đặc tính. Mình có thể ghi cái nhận xét vào cũng được ha. Trong vùng tuyến tính thì y kết từ tăng thì E ứng tăng theo tương ứng, nhưng mà trong vùng bão hòa thì y kết từ tăng E ứng nó không tăng nữa. Rồi cái đường đặc tính thứ hai gọi là đặc tính tải. Đặc tính tải có nghĩa là mình gắn cái tải vô rồi ha, gắn tải vô thì IT này là dòng điện tải này thì dòng điện tải mà càng tăng lên, dòng điện tải tăng lên thì E ứng nó sẽ bị giảm xuống ha, E ứng giảm xuống, U U giảm xuống, thầy nói nhầm, U nhân cho mày E ứng nha. E ứng là cái điện áp phản ứng nó phát ra ha. Thì điện áp phản ứng phát ra như thế này, nhưng mà khi mà y tải tăng lên á thì U ngã ra nó sẽ bị sụt xuống ha. Rồi thì U sụt nó gồm có 2 phần, một phần là do cái sụt áp trên cái dây quấn phản ứng, sụt áp dây quấn phản ứng, và một phần là do phản ứng làm sụt thêm điện áp xuống nữa, nó có 2 phần. Rồi thì cái khi mà gắn tải vô thì cái điện áp nó sẽ sụt ra, sụt điện áp ngã ra nó sụt xuống như này. Dòng tải mà càng tăng thì điện áp càng sụt nhiều. Rồi, tải càng tăng thì đi tải càng tăng ha, thì sụt áp càng tăng, điện áp ngã ra giảm. Rồi, đặc tính điều chỉnh. Đặc tính điều chỉnh là cái việc
điều chỉnh y kích từ theo y tải ha. Y tải càng tăng thì mình cũng phải tăng y kích từ tương ứng để điện áp ngã ra nó không có bị sụt ha. Muốn điện áp ngã ra không sụt sụt thì mình phải tăng y kích từ lên. Y tải tăng thì mình phải tăng y kích từ lên ha. Nó gọi là đặc tính điều chỉnh. Rồi, tiếp một tiếp theo là máy phát điện một chiều kích từ song song. Thì máy phát kích từ song song thì cái đặc điểm đó là cái phần cuộn dây kích từ nó được mắc song song với cái cuộn dây phản ứng như cái hình này. Rồi thì nó dùng ở các máy công suất trung bình và công suất lớn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào các cái phương trình cái điều kiện kích từ. Rồi cái điều kiện tự kích từ là tại vì khi cái máy phát ban đầu mà nó chưa phát ra điện thì cái cuộn dây kích từ này nó không có điện ha. Cuộn dây không có điện thì nó sẽ không sinh ra từ trường ở trong máy. Nên là nếu mình quay cái máy phát mà cuộn này không có từ trường thì nó cũng không phát ra được điện ha. Nó không phát được điện. Thì muốn phát được điện thì ban đầu nó phải tự kích từ được. Tự kích có nghĩa là trên cái cuộn dây này nó phải còn dư một ít từ trường. Dù chưa phát ra điện nó vẫn có ít từ trường trong này ha. Thì còn từ trường từ dư thì lúc đó cái quay máy phát thì nó mới sinh ra được dòng điện ha. Dòng điện kích từ nó mới chạy vô trong máy, nó tiếp tục nó tăng cái từ trường kích từ lên ha. Từ trường kích từ tăng dần 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 lên thì cái dòng kích từ nó cũng tăng lên tương ứng ha. Lúc đó nó đủ từ trường nó mới kích phát máy phát ra điện ha. Rồi thì đảm bảo phải có từ dư, và thứ hai là chiều đấu dây của phần cảm và phản ứng phải phù hợp để tăng cái từ trường trong cái cuộn dây khi mà tự kích ha. Rồi, cái này mình đi nhanh nhanh. Rồi chiều quay cũng phải đảm bảo ha. Quay cái máy phát phải đảm bảo đúng chiều để cái dòng điện nó đi vô, nó không có triệt tiêu mất cái từ trường ở trên cuộn dây này ha. Rồi thì các cái phương trình cái này cần nhớ để làm bài tập nè mấy. Rồi đối với cái máy phát kích từ song song, thực ra mấy em nhìn nhớ cái hình này thì mấy em sẽ biết được các phương trình này thôi. Thì đối với cái mạch này thì mình thấy là gì, kích từ song song thì cái dòng y ứng phát ra nó sẽ chia làm hai đường ha. Một đường nó đi vô cuộn kích từ, một đường ra ra tải ha. Thì mình thấy là y ứng nó sẽ bằng y kích từ cộng y tải. Phương trình ký số 1 cho cái nút chỗ này ha, ký số 1 cho cái nút này, y ứng đi ra đây tách ra hai hướng thì y ứng nó sẽ bằng y kích từ cộng y tải ha. Rồi cái phương trình thứ hai là cái phương trình sức cân bằng điện áp trên cái mạch phản ứng ha. Thì e ứng trừ y ứng e ứng là trừ cái sụt áp thì nó bằng u tải ha. Thì nó bằng e ứng trừ e ứng giống như cái phương trình bên máy phát kích từ độc lập ha. Rồi cái phương trình số 3 là cái phương trình phía cái mạch kích từ, phía mạch kích từ ha. Thì U kích từ là điện áp kích từ ha. Thì nó bằng U là điện áp tải nè, và nó bằng Y kích từ nhân cho R kích từ cộng R điều chỉnh ha. U hai đầu này nè nó cũng bằng U tải luôn nha mấy em. Tại vì kích từ song song ha, U của phần kích từ nó bằng U tải ha. Và nó bằng Y kích từ nhân cho R kích từ cộng R điều chỉnh. Định luật ôm ha. U thì bằng Y nhân cho R. Thay vì đối với máy phát kích từ độc lập thì U kích từ nó bằng Y kích từ nhân R kích từ cộng R điều chỉnh ha. Thì ở đây nó bằng thêm cái U tải, tại vì đấu song song với tải ha. Thì ba phương trình này mình cũng phải hiểu ha. Nhìn sơ đồ có thể tự viết ra lại. Còn nếu không hiểu thì thuộc lòng ba cái phương trình cũng được. Cố gắng tìm hiểu ha, cố gắng đọc kỹ và hiểu. Rồi, cái đặc điểm của máy phát kích từ song song thì tương tự máy phát kích từ độc lập ha. Máy phát kích từ song song thì khi y ứng này tăng lên, cái phần dòng điện tải tăng ha, y tải tăng thì y ứng nó tăng theo, dòng điện máy phát nó phát ra tăng theo ha. Thì nó sẽ dẫn tới u giảm, điện áp ngã ra này giảm Rồi u giảm thì dẫn tới một cái kéo theo nữa, đó là khi U giảm thì cái U kích từ cũng giảm. Tại vì U kích từ là nó mắc song song với U á. Cái phần kích từ nó mắc song song với tải, nên khi mà điện áp phát ra giảm thì cái dòng kích từ nó bị giảm theo. Dòng kích từ giảm thì nó lại dẫn tới cái từ thông trong mạch. Trong mạch kích từ giảm ha, từ thông trong máy nó giảm. Là dẫn tới E ứng, dòng điện áp phát ra nó cũng giảm theo. Thì đối với máy phát song song á, thì khi mà tải tăng thì cái điện áp phát ra nó sụt giảm đến nhiều hơn so với máy kích từ độc lập tại vì do ảnh hưởng của cái mắc song song thì cái điện áp nó bị giảm
và giảm kéo theo là nó giảm cái từ học, giảm dòng cách từ và giảm từ học. Rồi thì tương tự máy phát cái từ độc lập á, y cái từ mà tăng thì cái điện áp phát ra nó tăng, giống y hả? Bên cái từ độc lập mình không cần phải vẽ lại đâu ha, chỉ cần ghi đặc tính tải giống máy phát cái từ độc lập là được rồi. Rồi đặc tính ngoài, cái đặc tính ngoài là cái đặc tính mà khi gắn tải vô á, không biết nha mấy em, đặc tính không tải, đặc tính ngoài là đặc tính có tải, thì gắn tải vô thì lúc này điện áp u ngã ra nó sẽ bị giảm. Rồi nó giảm thì nó do một số nguyên nhân ha. Thứ nhất BC là cái độ giảm là do cái sụt áp trên R, sụt áp dài R. Rồi một cái CD là giảm do phản ứng phản ứng, giống như hai cái đầu là giống như của cái máy phát tích từ độc lập nha em. Đoạn BC và đoạn CD là sụt áp do hai cái nguyên nhân giống như máy phát tích từ độc lập. Và cái đoạn DM này là nguyên nhân là do giảm điện áp. Điện áp tại vì mình kích từ song song á, nên là điện áp ngã ra mà giảm thì dòng kích từ nó cũng bị giảm theo. Thì cái đoạn DM này là nguyên nhân là do điện áp kích từ nó bị giảm ha, do máy song song với phản ứng. Thì mình thấy là khi mà máy phát kích từ song song thì nó bị giảm, nó bị sụt áp còn nhiều hơn máy áp máy máy phát kích từ độc lập nữa ha. Khi mà tải tăng lên thì điện áp nó sụt nhiều. Rồi đặc tính điều chỉnh thì tương tự máy phát kích từ độc lập nè, muốn mà điện áp ngã ra nó không bị sụt thì mình phải tăng cái dòng kích từ lên. Tăng kích từ bằng cách em điều chỉnh cái biến trở, điều chỉnh cái biến trở R điều chỉnh trong cái mạch kích từ. Rồi tiếp theo mình nói về cái máy phát kích từ nối tiếp, kích từ nối tiếp ha. Rồi máy phát kích từ nối tiếp thì cái cuộn kích từ nó mắc nối tiếp với phản ứng như này nè. Rồi thì lúc này cái y tải này sẽ bằng luôn y kích từ ha, bằng y ứng luôn, y ứng bằng y kích từ bằng y tải, tại vì mắc nối tiếp nhau thì dòng điện nó bằng nhau hết. Rồi trong thực tế thì nó ít sử dụng ha, máy phát kích từ nối tiếp ít được sử dụng. Rồi đặc điểm dây quấn thì nó tiết diện lớn, điện trở nhỏ. Cái dây quấn kích từ nối tiếp á, điện trở nó phải nhỏ ha, tại vì cái dòng điện chính chạy trong đó, nếu mà điện trở lớn quá thì nó tổn hao rất là nhiều ha, sụt áp nhiều. Rồi tương tự nó cũng phải đảm bảo cái điều kiện tự kích từ ha, khi mà ban đầu chưa có dòng điện trong phần ứng, chưa có dòng điện trong phần kích từ thì lúc này nó phải còn tự dư để nó tự kích từ. Rồi tiếp theo là các phương trình, cái phương trình này là cái cần ghi ha, quan trọng nữa. Rồi thì cái phương trình này thì mình nhìn trên cái sơ đồ cái mạch điện kích từ nối tiếp mình cũng thấy được ha. Đầu tiên cái phương trình thứ nhất là gì, y ứng bằng y kích từ bằng y tải, cái này là hiển nhiên nhìn thấy rồi ha, mạch nối tiếp thì y nó bằng nhau rồi, đó là hiển nhiên thấy rồi. Rồi cái thứ hai phương trình là gì, u bằng e ứng trừ r ứng, y ứng cộng r kích từ nè, r ứng cộng r kích từ, thì do cái r kích từ này nó mắc nối tiếp với phản ứng thì mình phải cộng thêm nó vào trong cái phương trình cân bằng điện áp. E ứng nó sẽ bằng e u nó sẽ bằng e ứng trừ cho sụt áp trên dây quấn phản ứng và trừ cho sụt áp trên điện trở kích từ r kích từ. Rồi u kích từ thì nó bằng y kích từ nhân r kích từ, thì phương trình bên cái phần kích từ là u bằng y nhân r, u kích từ là điện áp ở trên cái phần kích từ thì nó sẽ bằng y kích từ nhân ra r kích từ. Y kích từ này cũng chính là y ứng ha, cũng chính là y tải. Đó là ba cái phương trình. Rồi thì đối với cái máy phát mà kích từ nối tiếp á nè, thì nó có đặc điểm thế này, khi mà tải tăng, khi tải tăng thì y ứng nó tăng theo. Rồi y ứng tăng thì dẫn tới y kích từ nó tăng, tại vì y kích từ nó cũng chính là y ứng á, nó mắc nối tiếp mà, nên dòng điện tải tăng thì dòng kích từ nó tăng theo ha. Thì dòng kích từ mà tăng á, y tải tăng á thì y kích từ tăng, mà y kích từ tăng thì dẫn tới là gì, điện áp phát ra tăng, điện áp ngã ra tăng lên ha. Rồi điện áp ngã ra tăng lên, nhưng mà có một cái là gì, khi mà tới khi mà y mà tăng lên tới 2,5 2 đến 2,5 lần y định mức á, thì lúc này cái y kích từ nó cũng tăng lên, nhưng mà do cái mạch kích từ nó bị bão hòa. Bão hòa có nghĩa là gì, dòng điện tăng lên rồi mà từ trường cuộn dây nó không có tăng lên, nó gọi là bị bão hòa. Thì lúc này mình thấy là gì, do cái ảnh hưởng
rồi dòng điện phản ứng tăng lên làm sinh ra cái xung áp nó trên điện trở nó tăng ha, thì dẫn tới nở ra nó là giảm điện áp xuống, U là giảm ha. Thì cái đoạn đầu Y tăng thì Y cái từ tăng, từ thân tăng, điện áp phát ra tăng. Nhưng mà cái đoạn sau ha, Y tiếp tục tăng, Y tải tăng lên nhưng mà U nó lại sụp ha. Tại vì lúc này từ thân nó đã bão hòa rồi, nó không còn tăng được điện áp nữa. Rồi, thì đó là cái lý giải ra cái đặc tính tải của cái máy máy phát cái từ nối tiếp. Rồi, tiếp theo là cái máy phát cái từ hỗn hợp. Cái từ hỗn hợp thì nó có hai mặt cái từ trong này ha. Một cái phần cái từ song nối tiếp, cái phần cái từ song song. Rồi thì đặc tính á, cái dây mà cái từ song song á thì nó có nhiều vòng dây, điện trở nó lớn. Còn cái dây quấn cái từ nối tiếp thì ít vòng dây, tiết diện lớn, điện trở nhỏ. Nhớ đơn giản thôi, cái này có ghi rồi. Dây quấn cái từ song song thì nhiều vòng dây này, điện trở cái dây trì lớn, dây quấn tiết diện bé, được đấu song song. Dây quấn cái từ nối tiếp thì ít vòng dây, ít vòng dây, điện trở nhỏ, tiết diện dây lớn, tiết diện thì nó càng lớn thì điện trở nó càng nhỏ ha, và được mắc nối tiếp với phản ứng. Thực ra đây không phải mắc nối tiếp với phản ứng đâu, mắc nối tiếp với tải, nối tiếp với tải. Rồi tiếp theo là cái phương trình cân bằng dòng áp ở trong cái máy cái từ hỗn hợp. Cái từ hỗn hợp thì mình có là gì? Y cái từ song song cộng y cái từ nối tiếp. Y cái từ nối tiếp chính là y tải luôn ha, thì nó bằng y ứng. Y ứng nó ra nó tách làm hai đường ha, y cái từ nối tiếp bằng y tải. Rồi cái phương trình cân bằng điện áp thì u nó bằng e ứng trừ r ứng y ứng trừ r cái từ nối tiếp y cái từ nối tiếp. Thì phương trình này nó giống như phương trình của cái máy phát cái từ nối tiếp. Hồi nãy cái máy phát cái từ nối tiếp là mình để cái dấu ngoặc, để dấu ngoặc, không, nó hơi khác tí, chỗ này nó dùng y ứng ha, tại vì cái y ứng nó khác với y cái từ nối tiếp. Rồi thì cái phương trình này nhìn trên sơ đồ mấy em thì thấy ha, e ứng này trừ giả xung áp trên phản ứng là r ứng y ứng, trừ giả xung áp trên điện trở cái từ nối tiếp là y cái từ nối tiếp nhân r cái từ nối tiếp thì nó ra u u tải. Cái phương trình số 2, cái phương trình điện áp này là chính là phương trình trong cái mạch tải này hả, cái mạch phản ứng á. Rồi cái phương trình bên phía mạch cái từ thì e ứng nó bằng y cái từ cộng r cái từ cộng y cái từ nó tiếp y cái từ song song nhân r cái từ song song cộng r điều chỉnh ha. Thì đó là cái phương trình cho cái mạch vòng này ha. E ứng này bằng r ứng y ứng cộng với y cái từ nối tiếp y cái từ song song ha, nhân r cái từ song song cộng r điều chỉnh. Thì cái phương trình số phương trình dưới cùng này là nó phương trình của cái mạch phía bên trái này ha, mạch cái từ song song. Rồi. Thì về cái đặc tính thì cái máy phát cái từ hỗn hợp thì nó tương tự cái máy cái từ song song ha, nhưng mà nó có thêm cái phần nối tiếp. Thì cái đặc tính tải của nó như này, nó có nhiều cái đường ứng với các trường hợp. Trường hợp cái đường số 1 này là máy phát cái từ song song nha, có nghĩa là máy bình thường không có nối tiếp nha, cái từ song song thôi. Rồi cái đường số 2 là máy phát cái từ hỗn hợp nối thuận bù thiếu, nối thuận bù thiếu. Rồi cái này nó giải thích nó hơi phức tạp tí, có lẽ chắc mấy em đọc trong sách nha. Nối thuận là cái cuộn cái từ nối tiếp á, khi mà dòng điện y ứng nó tăng lên thì nó cái từ trường của cái cuộn cái từ nối tiếp nó cùng chiều với từ trường của nó cùng chiều với từ trường của cái phần cái từ song song, nó gọi là nối thuận ha. Rồi tương tự cái nối thuận bù vừa bù vừa là cái trường hợp cái đường số 3, bù vừa có nghĩa là điện áp ra nó cân bằng luôn Rồi còn bù dư thì điện áp ra nó tăng lên. Còn cái đường số 5 này là của máy phát cái từ nối tiếp Đang có giải thích nè em, đang có giải thích luôn. Nối thuận có nghĩa là gì? Cái từ thân của cái từ nối tiếp cùng chiều với từ thân của cái từ song song, nó gọi là nối thuận nha em. Thì khi mà tải tăng thì cái từ nối tiếp nó tăng và từ thân tổng nó sẽ tăng lên Rồi dẫn tới điện áp phát ra nó cũng được nâng lên. Còn nối ngược có nghĩa là cái từ thân cái từ nối tiếp nó ngược với từ thân cái từ song song vậy thôi. Thì tải tăng thì điện áp nó giảm nhiều
Rồi. Mấy cái đặc tính điều chỉnh này cũng tương tự thôi. Khi mà tải tăng thì mình phải điều chỉnh cái kích từ để cái điện áp nó ra nó đảm bảo ha. Một cái phần nữa là cái việc làm việc song song các cái máy phát điện, máy phát điện một chiều ha. Thì cái chỗ này thầy nói nhanh nhanh, nói nhanh ha. Thì giống như máy biến áp hôm trước mà mình có giải thích nha, khi mà vận hành người ta cần vận hành song song các cái máy biến áp để nó đảm bảo một số cái yêu cầu ha. Thì đối với cái máy điện một chiều cũng vậy ha. Nhiều lúc mình sẽ cần nối nhiều máy cùng làm việc chung ha, để đảm bảo về an toàn cung cấp điện này. Có nghĩa là một máy hư thì còn một máy nữa nó chạy nó gánh ha, gánh tải. Đảm bảo tính kinh tế ha, trong quá trình vận hành mình điều chỉnh công suất nó dễ dàng hơn. Nhiều máy mà cùng làm việc ha, khi mình cần thay đổi công suất thì mình sẽ dễ điều chỉnh hơn, nó đảm bảo là cái hiệu suất làm việc nó tốt. Thì muốn làm việc hai máy mà làm việc mấy mấy cái một chiều á, máy phát điện một chiều mà nối chung với nhau á, thì mình phải đảm bảo một số cái yếu tố sau ha. Yếu tố thứ nhất là đấu cùng cực tính, có nghĩa là hai máy này phải cực dương, cực âm đấu giống nhau. Chứ nếu mà đấu mà ngược nhau thì nó sẽ ngán mạch à, giống như ngán mạch vậy, nó tạo thành cái mạch kín chạy lòng vòng dòng điện giữa hai máy. Thì muốn vận hành song song thì nó phải đấu cùng đúng cực ha, dương âm đúng cực, dương trung dương, âm trung âm ha, đơn giản vậy thôi. Cái điều kiện thứ hai là sức điện động của hai máy phát ra nó phải bằng nhau à, hai máy nó phát ra sức động bằng nhau ha. Chứ hai máy dụ hai máy cùng phát ra điện áp là 100V thì mới đấu chung được, chứ một máy 100V, máy 150V thì mình không có đấu chung được ha. Tại đấu chung thì cái điện áp lớn nó sẽ đẩy cái điện áp qua làm cho máy nhỏ, máy điện áp nhỏ nó sẽ bị quá tải. Rồi điều kiện, một cái điều kiện nữa, nếu mà máy làm máy mà kích từ hỗn hợp á, máy mà kích từ hỗn hợp á, thì giữa hai máy mình phải có nối một cái cọng dây gọi là cái dây dây cân bằng à. Dây cân bằng nó sẽ nối giữa cực dương của hai máy, đúng nhá, phải có cọng dây cân bằng nối giữa cực dương hai máy. Máy kích từ hỗn hợp mới cần cái dây này ha, cái dây màu đỏ đó, cái dây màu đỏ trên hình này. Rồi tại sao phải có cái dây này thì ở đây có giải thích ha. Nếu mà không có cái dây này màu đỏ này, không có dây cân bằng ha, thì giả sử một trong hai máy tốc độ nó tăng lên, giả sử máy một tốc độ tăng lên ha, máy một giả sử đang bên đầu hai máy đang cân bằng nhau ha, chạy bình thường, như giả sử một cái lý do đó, cái máy một tốc độ nó cao hơn một tí, nó chỉ cần nó hơn một tí thôi, tăng lên một tí thì dẫn tới là gì, cái E ứng của máy một nó tăng lên, sức điện động E ứng này tăng lên ha. E ứng tăng lên thì dẫn tới là dòng điện E ứng của máy một nó cũng tăng lên, E ứng máy một tăng lên ha. Rồi E ứng tăng lên thì cái Y kích từ nối tiếp của cái máy một nó cũng tăng lên, Y kích từ nối tiếp này tăng lên. Rồi Y kích từ nối tiếp tăng lên thì E1 nó lại tăng lên tiếp, tại dòng điện kích từ tăng lên thì cái E ứng này tăng lên thôi à. Mà E ứng một tăng lên thì cái E ứng một này tăng lên, điện áp máy một nó sẽ lớn hơn điện áp máy hai ha, thì lúc này máy một nó sẽ giành hết tải. Rồi máy hai thì nó lại bị giảm tải, và có thể nó chuyển thành động cơ ha, chạy thành chế độ động cơ, có nghĩa là nó lấy điện vô và nó chạy thành động cơ luôn à. Máy một nó sẽ bị quá tải ha. Rồi còn khi có cái dây cân bằng thì nó sẽ phân phối cái dòng kích từ giữa hai cái máy, nó đều à. Máy nào mà dòng kích từ tăng lên thì nó sẽ đi sang vào bước bình nhánh bên kia. Rồi đó là cái điều kiện làm việc song song. Thầy tranh thủ thì đi nhanh luôn cái phần động cơ cho mình kết thúc luôn cái chương máy điện một chiều ha. Qua buổi sau mình sẽ giải bài tập, giải bài tập và ôn tập đề trắc nghiệm để là để thi. Về cái động cơ điện thì nó tương tự cái máy phát nha em, nó cũng có bốn cái loại ha. Kích từ độc lập, kích từ song song, kích từ nối tiếp và kích từ hỗn hợp à, nó cũng có bốn loại tương ứng à. Rồi thì mình sẽ đi vào từng cái loại này ha. Đầu tiên là kích từ độc lập trước à. Kích từ độc lập giống như này ha, nhưng mà mấy em nhìn ở đây ha, thì nó sẽ khác một tí so với cái máy phát. Có nghĩa là gì, máy phát thì mình phát ra điện ha, còn cái này là cái động cơ, động cơ thì lúc này mình cấp điện vào, u này là cái nguồn điện cấp vô, nhưng mà nguồn điện cấp vô phản ứng ha.
Còn bên này là cái từ, nguồn cái từ riêng, nguồn cấp vô phản ứng riêng ha. Thì các phương trình giống như hồi nãy ha, nhưng mà phương trình bây giờ nó sẽ ngược lại. Phương trình điện áp phản ứng thì lúc này U nó sẽ bằng E ứng cộng R ứng Y ứng. Hồi nãy là nó trừ ha, với pháp thì U nó bằng E ứng trừ R ứng Y ứng. Còn động cơ thì U nó bằng E ứng cộng R ứng Y ứng. Rồi phương trình phía mặt cách từ, U cách từ nó sẽ bằng Y cách từ nhân cho R cách từ cộng R điều chỉnh ha. Rồi thì cái hai phương trình này, phương trình cách từ này giống hồi nãy ha. Còn cái phương trình phản ứng thì nó chỉ khác cái dấu à, so với cái máy phát thôi. Máy phân biệt giữa máy phát với động cơ nha. Nhìn cái phương trình phải biết nó là của động cơ hay của máy phát à. Nhìn phương trình phải biết nó là của động cơ hay máy phát. Như cái lỡ trắc nghiệm nó hỏi ha, hiểu đưa một số phương trình nó hỏi phương trình nào là của động cơ chẳng hạn, à, phải biết phương trình nào của máy phát phải biết. Muốn nhớ mấy phương trình này thì mấy em nên nhớ mấy cái sơ đồ nha mấy em. Đó, sơ đồ ha. Biết được dòng điện nó chạy vào chạy ra ha. Động cơ thì mình cấp điện, U nguồn là cấp vô cho dòng điện nó chạy vào động cơ này ha. Thấy dòng điện Y ứng nó chạy vô trong cái phần nguồn ứng ha. Còn hồi nãy máy phát thì dòng điện nó từ phản ứng nó phát ra, thì em lưu ý để mình dễ nhớ. Cái đó cần phải để ý để mình dễ nhớ ha. Để hiểu hiểu dễ dễ nhớ không? Rồi cách từ song song, động cơ cách từ song song thì cái phương trình cái sơ đồ nó tương tự, nhưng mà thay vì cái tải phía này, hồi nãy bên này là cái tải ha, thì bây giờ nó cái nguồn điện cấp vô nha em. Rồi chiều dòng điện trong này nó cũng thay đổi nha. À, dòng điện mình cấp vào Y là dòng điện từ nguồn cấp vào ha. Thì lúc này Y nó đi vào, nó sẽ đi vào hai cái phần à, giờ Y vào nó sẽ đi vào phần ứng và phần cách từ ha. Đi vào phần ứng là cấp điện cho phần ứng này, đi vào phần cách từ là cấp điện cho phần cách từ à. Thì cái phương trình ở đây Y nó bằng Y cách từ cộng Y ứng à, Y là Y cấp vô này, nguồn cấp vô ha, bằng Y cách từ cộng Y ứng. Cái chiều dòng điện nó khác thôi thì máy phát nha mấy em, để ý. Rồi phương trình cân bằng điện áp thì tương tự ha, U bằng E ứng cộng R ứng ha. U là điện áp nguồn cấp vô. Rồi phương trình điện áp mạch cách từ cũng vậy, U là U nguồn cấp vô thì nó bằng Y cách từ nhân R cách từ cộng R điều chỉnh à. Cách từ song song thì cái điện áp cách từ nó bằng điện áp nguồn này luôn, tại vì nó mắc song song với phản ứng thôi, mắc song song với nguồn điện. Rồi ba phương trình này mình ghi vô luôn ha. Rồi tiếp theo là cách từ nối tiếp, thì đi nhanh cho nó hết luôn ha. Cách từ nối tiếp thì cái cuộn dây cách từ nó mang nối tiếp phản ứng này ha. Nguồn điện ở ngoài cấp vào thì dòng điện cấp vào nó sẽ chạy qua phần cách từ và chạy qua phản ứng à. Rồi thì phương trình dòng điện thì Y cách từ nó bằng Y ứng Y bằng Y nguồn luôn à. Rồi phương trình cân bằng điện áp cũng tương tự ha, giống như máy phát nhưng mà nó đảo lại cái dấu mà U nó sẽ bằng E ứng trừ cộng E ứng Y ứng cộng Y ứng nhân R cách từ cộng E ứng ha. Rồi phương trình cân bằng điện áp đây, U cái từ nó bằng Y cái từ nhân R cái từ à. Rồi động cơ cái từ hỗn hợp tương tự à, thì nó chỉ khác máy phát ở là cái chiều dòng điện đi vào thôi, nguồn điện áp từ nguồn cấp vào dòng điện đi vào đây à, tương tự nha. Y thì bằng Y ứng cộng Y cái từ song song, Y ứng này cũng là Y cái từ nối tiếp à, Y là chính là Y cái từ nối tiếp luôn nha. Y cái từ nối tiếp nó bằng Y luôn ha, Y cái từ nối tiếp nó sẽ bằng dòng điện Y. Rồi phương trình điện áp phản ứng à, E ứng cộng R ứng Y ứng cộng Y cái từ nối tiếp R cái từ nối tiếp thì bằng U điện áp nguồn à. Rồi phần cái từ song song thì E ứng nó trừ R ứng Y ứng cộng Y cái từ song song nhân R cái từ song song cộng R cái từ nối R điều chỉnh à. Rồi thì cái phương trình này là viết cho cái mặt tròn này nha em, mặt tròn này nè. Phương trình cuối là viết cho cái mặt tròn ở phía bên trái này. Mình viết cái số 2 quen rồi đó, rồi học lý thuyết mặt đã viết cái số 2 rất nhiều rồi à. Thì mấy phương trình nó suy ra từ cái sơ đồ này, thì mấy em nên thuộc cái sơ đồ. Thuộc sơ đồ này thì dễ dễ hơn là thuộc công thức ha. Nên thuộc sơ đồ mình hiểu rồi mình suy ra công thức thôi. Để nhớ cái chiều dòng điện nó chạy vào chạy ra, động cơ thì dòng điện từ ngoài cấp vô, máy phát thì dòng điện từ phản ứng nó phát ra à, lưu ý nha. Mình hiểu mình sẽ vẽ được cái hình và dễ suy ra được công thức hơn. Chứ còn học thuộc công thức này thì nó hơi hơi mệt. Rồi, cái phần mở máy này thì
Hoặc có lẽ cái phần này để bữa sau thầy nói một tí nữa cho nó hết. Hôm nay mình nói cũng nhiều nhiều nội dung rồi, nếu mà nói nhiều quá nhiều người mấy em nắm không hết thì thầy sẽ ghi hình lại và mấy em cố gắng mình coi lại một vài lần để mình nắm ha. Còn nếu có gì không hiểu thì mình có thể đặt câu hỏi ha. Em có câu hỏi gì cần đặt thì hỏi ha. Có lẽ tới tới cái phần lý thuyết tới đây bữa nay tạm dừng đi ha. Và bữa sau thầy sẽ nói tiếp cái phần sau, nói cũng nhanh. Nếu không kịp mình thầy sẽ hướng dẫn thêm một hai buổi online nữa để mình ôn tập làm bài tập rồi để chuẩn bị cho thi ha. Có lẽ thầy sẽ dành thêm một hai buổi để ôn cho thầy tới gần sát ngày thi, gần gần sát buổi thi ôn cũng được, chứ ôn sớm nhiều khi cũng không nhớ. Qua tuần sau thì mình sẽ ôn với giải một số bài tập, rồi thầy sẽ cho mấy em một số cái bài tập để mình làm mình nộp lấy điểm nha. Tại vì đáng lẽ mình còn một cuộc kiểm tra vở với chấm chấm vở với lại kiểm tra bài cuối cùng á, nhưng mà bây giờ mình không còn lên lớp nữa thì thầy sẽ cho bài tập trên Classroom rồi mấy đứa lên đó làm rồi. Mấy em có thắc mắc gì thì câu hỏi á. Còn nếu mà không có thắc mắc gì thì thầy điểm danh rồi. Cố gắng coi lại cái video để mình nội dung nào mình không nắm được thì mình. Chẳng có ai thắc mắc gì không? Nếu không có thắc mắc thì mình có thể nghỉ ha. Thầy nó cũng cái Zoom nó cũng sắp out rồi. Nếu không có thắc mắc gì thì mình nghỉ ha. Thầy kết thúc cái buổi học đây.